Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì mình Tùng là gạch, mình sẽ không quẩy cái gì hết. Mình đã quá giận dữ với cả cái game này rồi. Mình sẽ quyết định làm tí may mắn, đó chính là mình sẽ sử dụng Lucky Boss. Yo, anh em ạ, mình sau khi sử dụng Lucky Boss thì upgrade Titan Cinema Man tỷ lệ nó đã lên đến 0,04 rồi bạn ạ. Mặc dù mình không thích con Titan Cinema Man mấy nhưng mà thôi, mình quan trọng là mình quẩy ra Ungodly thôi, chứ còn những con khác thì không quan trọng. Và thật sự thì con nào ra thì không quan trọng, bởi vì là mình chỉ thích quay video, mình xài tiền thôi. Có 100.000 coin đây, 95.000, quẩy thử xem nào. Anh em cùng xem nhá, bán mẹ hết những cái con vớ vẩn đi, quẩy. À đây các bạn xem này, tỷ lệ 0,04 này. Xùm phát đầu tiên, ôi giả. Thấm thế nhỉ, chả thấy cái màu đéo này, ít ra phải thấy màu xanh màu đỏ ấy nhỉ. Con mẹ hết cả epic đi. Ui giời, lá gờ camera. Ui vãi lều, hẳn ba con basic liền anh em ạ. nói thật là cái tỷ lệ sum của con Ugly này nó quá bé mà. Thế hiểu sao nó lại nhớ mạnh. Mạnh một cái khủng khiếp lên. Bây giờ thì Sinister nó đã mạnh nhất rồi. Sau khi mà có cái con sau khi mà có DJ TV Man thì Sinister đã trở lên thành một thế lực khủng khiếp rồi các bạn ạ. DPS lên đến 100.000. Sợ thật, bắn lại còn slow, đánh AOE nữa. Ui giời, mẹ. À, được con Mai thích này. Nói chung là quay cái này sướng hơn ngày xưa đấy. Ngày xưa quay trông phò phạch vãi. Mỗi lần quay lại phải tắt tắt đi. Chả được cái đéo này. Mặc dù đã ăn mắc may mắn rồi nhưng mà có vẻ là mình cũng đéo thuộc thể loại người may mắn lắm. Ui giời, hẳn 4-5 con basic gì. Vãi, phải như chứ mẹ mày. Sửa sửa kiểu đéo gì các bạn ạ. Mẹ tỷ lệ ra basic nhiều vô lối luôn. Ú chà chà chà. Ui ui. Không 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 có cái nút nào quay liên tục được à? Thằng đéo nào gọi chống không tên mình đấy, Tùng Lò Gạch. Tùng Lò Gạch là thế đéo nào sao lại địt mẹ mày, anh Tùng Lò Gạch chứ. Mẹ nó dám gọi thì mẹ tên húy của mình là Tùng Lò Gạch ra. Lịch sự tí đi. Anh Tùng Lò Gạch. Ôi đi mẹ. Đen quá. Ôi. Nói chung là bây giờ cái tiền trong game này thì mình cũng đã biết để làm gì. Anh em có thể thấy đấy, mặc dù là mình đã húp cả may mắn vào rồi nhưng mà sum vẫn chỉ ra đồng nát sắt vụn thôi. À được con Mai thích nữa, nhưng mà nói thật là Titan Cinema thì chỉ vứt thùng rác, không dùng được thì chỉ vứt đi thôi. Ông nào thích thì gặp tôi xin tôi cho nhé. À hai anh Tùng, hai em, anh đang quay video. Úi già, chốc anh cho nhá. Ish. Chốc một thằng nào còn đứng ở đây thì mình sẽ cho. Tôi phải chắc đợi anh tí. Nói chung là tỷ lệ nó sung nó phỏ lắm các bạn ạ. Thế mà sao nó có cái tỷ lệ phỏ như thế này. Toàn Legendary với cả cái đéo gì. Uncommon với cả các kiểu. Ui da, Dancing Speaker Woman là cái mẹ con mà. Ui dồi ôi, full con mẹ basic luôn anh em ạ. Đây phải có là một pha mẹ tự hủy từ phía Tùng Lò Gạch. Không sum một phát 100 con luôn được nhỉ. Có cái nào sum phát 100 con được không em? Anh em sum nhảy đéo thích lắm đâu. Ôi đều. Anh Tùng Lò Gạch ơi, Linh Tè nó đang gọi. Đã bảo là đợi anh tí rồi. Đợi anh tí. Nói thật là tôi không biết các bạn như thế nào, chứ còn tôi sum 100.000 coin này thì nó cũng chả ra cái vị đéo gì. Là bây giờ Làm sao để nó ra là con tướng ngon nhỉ? Ui toàn Mai thích, Tùng Lò Gạch, Head Summon Mai thích, Titan Cinema Man. À, có thông báo này anh em ơi, Tùng Lò Gạch 186, anh đã summon ra Mai thích. Cũng được, summon này cũng được hoành tráng đấy. Mấy cái thằng này đã bảo đợi anh tí rồi, anh đang chém gió bốc phét này, chúng mày cứ anh Tùng Lò Gạch ơi. Từ từ gạch nó cũng phải đóng thì nó mới thành viên chứ. Từ từ đã, anh đang đun gạch nhá. Ui dạ. Anh Tùng cho em một con Mai thích. Bọn này nó xin mình cứ như xin rau ấy nhỉ. Chốc tao cho. Tao đang chán đời đây.
Úi liệu. Úi à. Phải nói là phò vô đối anh em ạ. Không có cách nào để sum được nhiều ấy nhỉ. Không có cách nào để sum được nhiều nhiều con nhỉ. Cái gì đây? Anh random giveaway cho tụi em. Hôm nói thật là với anh em là đáng lẽ là thứ bảy mình có giveaway đấy, nhưng mà ông editor ông ốm mẹ mất rồi, thế là thằng quản lý nó ngồi nó edit cho mình, nó tắt mẹ phần giveaway của anh em đi đấy. Mình đã dặn nó là làm giveaway rồi nhưng mà editor ốm phát, thế là nó xung phong nó edit video phát, thế là thôi đi, đéo tới phần giveaway đâu cả. Nhạc thì nó chèn to tổ bố thằng ăn mày lên này. Chả nghe được cái đéo gì, mình nói cái đéo gì. Địt mẹ viết retain 1 phút. Ôi trời ơi, địt mẹ. Nói thật là anh em cứ bảo anh Tùng tay thơm mẹ, các em có biết đéo đâu anh địt mẹ mà quay hẳn 100.000 coi. Úi giả. Úi giả. Anh Tùng che cho em dog ghi được không? Úi vãi lều, sao lại dog ghi? Âu Godly, nhưng mà thằng này viết nhầm, mình dịch con mẹ thành doggy kinh quá. Dù ô lại được con mai thích nữa rồi. Chắc anh sẽ phát ra các chú Tùng lò gạch 186 hết summoner ở mai thích titan cinema man. Eo ô lại được con mai thích nữa kìa. Lỗi con mẹ tiếng rồi anh em ạ. Để lại mày. Mai thích ơi, mai thích ơi. Ít bạn nói chung là đéo được con Âu Godly nào anh em ạ. Mai thích có cái đéo gì hả các em? Anh chỉ Âu Godly anh còn ném mẹ ra đường ấy là mai thích. Anh random xong giveaway cho tụi em. Random xong anh ném con mẹ ra đường, tướng ra đường luôn. Đéo rồi. Anh ném mẹ tướng ra đường luôn. Từ mai dỗi đéo làm YouTuber nữa, đéo ai xem video này, đéo làm YouTuber nữa. Ôi giời. Ôi giời. Anh vẫn đang quay các em ạ. Đợi tí nhá để anh ra con Âu Godly. Âu Godly. Thì các bạn ở gần 100.000 coi rồi, đéo ra con Âu Godly nào cả. Sau có lẽ sau cái vít này tôi phải từ bỏ cái thì mẹ nghiệp YouTuber của tôi thôi. Đéo gì mà 100.000 coi không ra được con Âu Godly này. Tôi đèn số 2 thì đéo ai nhận dám nhận số 1 luôn. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Qué. Chẳng có cái đéo này. Ô, đâu rồi? Lag rồi anh em ạ. À đấy, đéo ra cái gì. Ô. Qué. Để giá mà random xong mình có thể ném tướng ra. Hết 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 tiền rồi anh em ơi. Hết tiền rồi, còn có 400. Xem tổng kết lại mình có cái gì nào. Ôi trời ơi, tổng kết lại toàn Titan Cinema Man các kiểu. Kéo thì mấy con này. Ui rồi ôi, nhiều vô con mẹ đối luôn. Ôi. Để tôi bật chè, tôi cho chúng nó. Cho chúng nó. Thằng đéo ở đây. Tình thân ái, tôi đéo biết thằng này nên là tôi cho nó để mỗi vài con để cho nó chết mẹ để cho mày một đống này. Rác rưởi. Cho mày một đống. Bởi vì tôi đéo biết thằng Tình VN này là thằng nào nên là tôi chỉ cho nó thế thôi. Ok. Ta muốn bắn tùm lum à. Thằng này hình như là tôi biết nó. Thằng này nick mất dạy quá. Nhưng mà thôi, cho nó con tướng cũng được. Nick kinh vãi vãi lìn. Ta muốn Buku. Gì ra về tên kinh vãi lìn. Tôi là ai? Tôi là ai à? Yuki à? Đéo biết thằng này là thằng nào nhưng mà thằng này có vẻ tên lịch sự, cho nó cái địt mẹ con Titan Cinema Man. Tôi đéo biết thằng này là thằng nào. Rockstar. À, thằng này có vẻ quen đấy. Cho nó con này. Chim cút. Ok. Ô, đéo thằng nào xin nữa anh em ạ. À đây, thằng Raikuden. Thằng này tôi đã biết là thằng nào nhưng mà nhìn nó có vẻ ghét đấy. Tôi cho nó một đống tướng cho nó địt mẹ này. Cho nó ghét tôi. Tôi cho nó một đống tướng cho nó ghét tôi.
thì mẹ nó còn ỉa lại cho mình mấy con đéo mình không biết. Ready đi. À, ăn xin uống đi đã. Thằng kia lấy đi, ready đi thế thôi. Mẹ chim cút. Anh cũng biết chú là thằng đéo rồi đâu. Thì mẹ thằng nào quen quen này còn cho chứ. Cái này nó cũng là random ấy, thằng Sile này. Đéo biết thằng nào luôn. Cho mẹ mấy con, cho mẹ chục con, đéo. Nó xin cái đéo gì nhá. Hai anh à. Được, nhờ câu hai anh cho chú địt mẹ 20 con unit cho nó hoành tráng. Đéo biết thằng nào với thằng nào luôn. Mày nhìn cái chó gì địt mẹ nick cái này mất dạy đấy. Địt mẹ cho mấy con vớ vẩn cho nó địt mẹ mày ghét mình. Cút địt. Cút đi. Sexy. Né với thằng này thằng nào. Cho chục con mẹ Legendary cho nó giận mình. Này cầm lại. Né đi. Thằng này chê đâu lấy. À nó vẫn lấy anh em ạ. Né với thằng này thằng nào luôn. Ô à thằng U. Thằng này tôi biết. Tôi khá là ghét thằng này. Nên là tôi sẽ cho nó con Titan Cinema Man. Nói chung là mình tặng anh em tướng thì kỷ niệm thôi chứ còn giá trị thì nó đéo có gì đâu. Thằng đéo ở đây. Linh Cute. Cho thằng Linh Cute còn Titan Cinema Man. Biến đi, nó nói cái gì đây? Em chào anh. Chào hỏi đéo rồi, cầm tướng rồi biến đi. Anh nên đồng ý đi. Em là fan anh. Ok, anh cũng là fan em. Đồng ý đi em ơi. Nhanh lên để anh còn giải quyết đồng tướng này của anh nào. Úi già. Mong anh kết bạn với em được không? Ok. Gì chứ kết bạn thì đơn giản đéo. Xin tướng thì nó mới khó chứ anh em nhỉ. Đồng ý đi. Nhanh lên cho người khác còn đấy. Em đăng ký và like cho anh rồi. Ok, thank you em. Tí ra kết bạn đi rồi anh đồng ý nhá. Thằng kia nó còn khoe nó được cinema. Cút đi. Đừng có nói thế. Chúng nó mẹ đòi anh cinema man bây giờ. Vít của anh làm hay lắm. Ok, thank you em. Cảm ơn em đã ủng hộ nhá. Thằng này chẳng đéo ở đây. Mày nhìn cái chó gì thằng này ấy rồi. Sao rồi. Nick bẩn bựa vãi. Raikuden cái gì đấy. Thằng này nhận thôi con gì. Hi hi à, thằng này trông có vẻ ghét đấy. Cho con ui, nó lại còn cho mình cả. Ui, mẹ nó lại còn cho tướng mình ấy. Được, cho mày con Titan Cinema Man. Cho thêm một đống rác nữa cho mày chết. Hư này. Cho mày đống rác. Được rồi, mình có nó cho nó một con Titan Cinema Man đấy. Đâu nhỉ? Đây này. Đéo lấy cái gì. Linh Cute lấy rồi còn gì. À, này chưa lấy. Được, mình cho nó chục con Legendary cho nó mang về làm quà. Eo. Sợi, húp ngay. Ông địt mạng của ông còn xin cả Green Laser của mình như thế đéo là à, lợi hại vậy. Thằng này nó tự mình tự nhiên có thằng ngất ngơ ra rủ mình che cái đéo mà che. Địt mẹ cút. Địt mẹ ta đang phát tướng cho các anh em thân thiết của tao.
cho thằng này camera speeder. Cho chả lẽ cho nó con chép tivi. Ấy à. Ấy à. Ấy à. Ấy 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 ấy. Cho tôi cho, ngày xưa tôi chỉ xin được con Epic để tôi hạnh phúc vãi lìn, giờ các bạn xin cho một đống này, các bạn vẫn đéo thấy hạnh phúc gì là thế đéo rồi nhỉ. Ô. Oh, tên thằng này lạ lạ, cho con UTS. Titan Speakerman. Ô, nó cho mình con Scientist cái đéo thì TV Man. Che không anh? Không em. Mày che chủng đéo thì cút đi. Fruit nghèo lắm mà. Nghèo lắm mày cho tướng đi. Cho mấy con tướng liền. Nghèo, nghèo, hết, thoát nghèo đi. Thoát nghèo chưa? Nó bảo gì đây? Cho mình con gì được không? Cho mày cả một rổ luôn. Ui, đít. Đã biết thằng nào. Mà mình cho con mẹ luôn một rổ tướng nha mày. Chết mẹ. Cho mày sợ luôn. Đã biết thằng này thằng nào. Mình cứ cho đã. Đỏ à? Ok, đít. Chưa kịp ấy nó đã... không che, không che, không che. Ôi, camera man. Thôi nghỉ thôi các bạn ạ. Địt mẹ bọn này. À, Văn Toàn 1 2 3 4 5. Itachi. Thôi thanh niên này sẽ chốt sổ ngày hôm nay. Mình sẽ cho nó một đống rẻ rách, cho nó ôm bom chết mẹ đi. Ish. Che cho em với, che đeo đi. Cho mẹ một đống. Che cho mẹ. Bùi Kiên. Rồi, tắt 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 che, tắt che. Tắt che. Địt mẹ tắt che đâu nhỉ? Chúng nó che nhiều quá. Thôi anh em ạ, để mình đéo quẩy với chúng nó nữa. Anh em ạ, hôm trước thì mình đã dùng cái con DJ TV Man để búp cho Sinister Titan TV Man và Titan Prison Man. Thì hai cái con tướng này thì nó đều trở nên rất là hổ báo. Thì mặc dù là cái con DJ TV Man, DJ TV Man hiện tại nó chỉ có thể, con DJ TV Man hiện tại nó chỉ có thể búp cho những cái con tướng từ sau sự kiện Giáng sinh thôi. Cho nên là hôm nay mình sẽ quẩy nốt cái con tướng cuối cùng để anh em xem cái con tướng này sau quẩy nó như nào nhá. À, sau búp nó như nào nhá. Mình bỏ Sinister ra và mình chuyển sang là chúng ta sẽ quẩy bằng Mace Cameraman. Và cái map chúng ta quẩy sẽ là cái map gì đây nhỉ? Map chúng ta quẩy sẽ là map Toilet HQ. Rất là phù hợp với cả Mace Camera với cái tầm đánh nhỏ. Rồi, mình vẫn sẽ pick Mode Nightmare Full Auto Skip. Bởi vì là tất cả những cái quay đầu thì nó đều như nhau thôi. Cho nên là mình mình sẽ tua nhanh đoạn này nhá. Các bạn không phải mất thời gian đâu. Mình sẽ tua nhanh đoạn này thôi. Video này cũng tương đối dài rồi. Nếu con DJ TV Man này xuất hiện nhiều hơn nữa thì chúng ta mới mong là chúng ta có được. Chứ còn hiện tại thì cái số lượng khá ít. Nếu mà bạn nào không muốn chơi thì các bạn có thể mua trực tiếp ở trên shop của mình. Tuy nhiên thì nói thật là mình cũng cảm thấy ở cái thời điểm này cái con tướng này nó rất hot. Hy vọng sau này là nó không bị sửa nữa. Hôm trước thì nó có thể búp chồng hai con lên nhau. Đấy. Rồi thì khi mà đi ngủ, hôm nay thì khi mà đi ngủ thì nó đã mất búp rồi. Tuy nhiên thì vẫn là một con tướng mạnh. Khi mà chúng ta xây phía sau này, nếu có chẳng may nó có bị dung ngủ, những cái con tướng này bị mất búp thì nó vẫn gồng gánh được mà thôi. Uầy, 47 rồi anh em ạ. Một đập, một đập. Úm già. Cái bọn này nó đang ngủ rất nhiều. Sau khi cái con tướng gây ngủ ấy, nó tiến hành nó tự sát, thì bọn tướng của mình đã trở nên rối loạn.
mình kệ mẹ nó thôi, giờ mình đéo quan tâm thắng thua nữa rồi. Địch mẹ xuống. Úi da, ngủ gật gần hết. Con Droid đi chữa ngủ, đang phải tích cực làm việc. Tuy nhiên thì không có gì khác biệt xảy ra. À, mình sẽ xây một con. Oh, too many. Đéo giải quyết cái gì anh em ạ? Một con Green Laser cũng không thể giải quyết cái gì cái đống này được rồi. Yeah yeah, chết đi, chết đi. Quay 50 rồi anh em ạ. Như vậy là sau khi mà chúng ta đã bị cái bọn mà tự sát ấy, bọn du ngủ ấy, nó du ngủ chùm ấy, thì con Droid gần như là không thể hoạt động được. Và nói thật là ở những cái wave cuối này, tướng du ngủ nó ra nhiều vô đối luôn. Như vậy là mình đã tèo. Mình đã tèo rồi. 17 phút, bình thường thì mình đã chơi thắng, nhưng mà do mình đéo mang siêu nên mình tèo con mẹ rồi các bạn ạ. Thôi thua cũng được, đéo. Giờ quan trọng đéo thắng thua nữa. Quan trọng là anh em có video để xem đúng không? Các bạn cho mình một like, một subscribe nhá. Và nếu các bạn thích con tướng nào thì các bạn có thể lên trên shop của mình các bạn mua. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.